Mẹ con không biết nữa. Con đi về đi nào. Hey yo, what's up, khỏe không anh em? Là mình đây. Sân ngố của các bạn đây. Thì ngày hôm nay phải gọi là gì nhở? Mình làm vài món gọi là hả? Có mấy quạt mà xong nó cháy được chưa hai? Không, nó chín rồi nhưng mà con chỉ để cho nó gọi là. Nhưng mà cẩn thận nó cháy nó mất ngon đấy nha. Công sức bao nhiêu bác làm rồi bác. Thì mấy bác giỏi thế cơ chứ. Con là phải biết đổ mồ hôi là sôi nước mắt ấy. Gọi là công sức to lớn của cô Sơn. Các bạn thấy đôi tay bé nhỏ gần gũi và thân thương không? Trên tay có chiếc đồng hồ hiệu Adidas với giá 200.000. Đôi dép, em chào chị Hà, trời ơi. Chị Hà bé nhỏ của lòng em. Gọi là chân ngắn nha các bạn, trời ơi chân kìa. Như chân là đẹp thế này mà đúng không? Bảo là hả? Cái gì vậy? Chân ngắn đan yêu mà có cháu bác. Luôn cái nửa kia đấy Sơn. Cũng nửa rồi bạn à. Cũng nửa luôn rồi, hẳn chín. Nướng hết rồi. Bên ngoài hẳn chạy mà bên trong hẳn chín. Ủa? Dạ, ấn biệt là có. Sao lại trực tiếp đi YouTube gì à? Anh đăng YouTube mà, chút xíu nhớ những đăng ký kênh nha. Kêu giống như luộc cái luộc lại đó. Không sao các bạn, nhưng mà ở đây đã có món gà nướng rồi. Không giờ bảo là chỉ để cho nó nguội rồi chặt ra bảo là thưởng thức thôi anh em. Dám quay video cho được 15 phút nha. Hả? Chín rồi. Chín thì chín rồi. Cô để cho nó ráo thôi bác. Cô để cho nó ráo thôi à. Cái này mà chấm muối ớt mà có nước một tí chanh nữa là sao anh em, quá tuyệt vời luôn anh em. Chắc là cũng xong rồi, mình phải đi dạo một vòng nhà đây. Có cái điện nhỏ. Dạ hai để ngồi xong rồi em chặt cho nha. Ok. Không phải đi chơi chạy ra của kia. Nô thì tao một kia nô, không được chắc bếp thì đổ cái rồi, phải rắn rồi. Ra ngoài kia nào. Đừng cân tắc. Cô chồng không? Em chào anh Dũng. Em mời tới anh. Đây, mình là phải lựa chọn một đứa dép và là đi ra ngoài chơi anh em. Ủa Yến hả Yến? Hả? Trời ơi con lớn ghê trời. Lớn không anh? Lớn chứ, giỏi thế cơ chứ. Giỏi. Thôi. Người ta cho mình mà bảo chúng. Thôi. Nhìn mặt chứ cơ chứ. Quay mặt em nha anh. Trời ơi không quay mặt đâu, quay gọi là mặt thúi thôi. Quay em bé thôi. Đúng rồi, có thấy gì là mặt cô nương đâu. Mẹ tao dáng sao nào con chó kia. Trời ơi mặt lồn mẹ mặt lồn kìa. Trời ơi giếng sâu quá Yến ơi. Sâu vãi nồi. Ở đây khung cảnh buổi chiều thật là bình yên đến lạ luôn anh em. Chó này tao cho mày lên mạng luôn. Tạo giá sao nào, chào các bạn đây. Không. Chào đây, chào các bạn đã đến với channel của mình. Không. Tại sao thế? Đọc cái đấy. Hơn quá, không dẫn lần 2. Bữa giờ này em làm gì rồi? Em làm nghề gì thế? Trời ơi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Trời ơi mà bị đặt cái giả vờ gọi là hả Diệu Hiền. Chả hiền. Làm em gì? Em không hiền thì ai hiền? Làm gì? Em làm tóc á. Cũng làm nail quá hả? Móng tay móng chân á hả? Trời ơi như em béo nhỉ. Nớn rồi. Hồi trước còn bé giờ nớn rồi phải cấp mình chú đấy. Này là khen hay chê đây trời. Khen chứ trời, lúc nào chẳng khen. Trời con lớn ghê luôn trời. Trời ơi, Đình Chính là mới 18 tuổi thôi nha, chưa có con đâu. Con ơi. Có chiếc con hả?
Sinh năm 2001 hả? À, vâng, đừng... 2001. Đây. Em không có ấy đâu. Chín chưa? Chặt rồi. Chặt rồi. Cái gái đẹp quá chạy hả? Dạ không, con đâu có đâu. Con quay video xong rồi con đăng lên YouTube, YouTuber. Bắn cái gái này bỏ mày. Đưa con chặt cho mày. Ba cháy rồi. Từ đây con chặt cho. Mày quay đi. Dạ bỏ quay. Trời giỏi chứ gọi đảm đang gọi là giỏi giang Việt nước mà đảm đang Việt nhà anh em. Trời ơi. Bỏ đi mà nó còn dính có dầu rồi á. Đây là món gà nướng nha anh em. Để chị ăn lấy đồ để sắp cơm đi con. Xong rồi tối rồi đó. Đi vô phòng sắp cơm đúng không chị bà? Ủa tập trung rồi sắp cơm đi con Hà. Xong rồi đó, đã bụng rồi. Tối rồi. Chưa chín hả mày? Chưa. Chưa chín chưa mày? Em thật ra chỉ có chị Hà. Chị Hà đó hả? Vẫn gọi là trẻ mãi theo thời gian bởi vì chị Hà không có nướng được. Chỉ tầm 1m43 mà thôi. Đây là món gà nướng, còn đây là món bánh bột lọc Huế nha anh em. À, bánh bột lọc Huế nhưng mà do chính tay người Bắc làm anh em. Người Bắc làm bánh bột lọc Huế. Người Bắc làm bánh bột lọc Huế gọi là bánh bột lọc Huế Bắc anh em. Thời gian chỉ là chợ. Trời ơi. Có bánh bột lọc không cho thầy. Đầy người. Quay lên. Trang ơi. Một người nam nhi gọi là đứng đắn như em có thể nào à. Trai. Trai. Một người nam nhi đứng đắn như em có thể ăn bánh bột lọc mà ở bếp được không? Không ăn được. Ai cho ăn mà ăn? Bỏ đi đổi thịt ra. Em thật chứ xin thì xin vậy thôi nhưng mà ăn thì cứ ăn anh em. Trời keo ghê chứ kìa. Cho miếng đi, cho căng miếng đi mà. Cứ cho mày đi sợ. Ghét ghê chứ. Mình sẽ ăn một miếng nha anh em. Chào mừng anh em đã ăn miếng bột lọc Huế Bắc nha. Nói chung là hả, có mùi bột lọc, có mùi tôm rồi mùi ai ăn người ta múc vào chén con của người ta. Thịt mỡ anh em. Cái này là quấn trong bánh tráng mà. Bánh tráng hả? Ừ, ý là bánh tráng quấn thì người ta múc vào chén trong chén tự người ta quấn rồi. Thì cô với cô Quốc đó. Này con. Dạ con bê từng dĩa. Nó anh em cảm thấy kích thích không? Quá đẹp luôn anh em. Really? Hình luồng nha anh em. À, cần xào bao tử vịt à, với lại lòng lòng vịt rồi. Với này này thì mình chả biết. Hết trơn rồi. Bánh bột lọc. Chà ơi thật nhiều khi đứng với chị em ngại ghê luôn á. Tránh chà ra. Bỏ ra nè. Thì hôm qua mình có ghé nhà bác bán cơm. Thì mình có tuyển một gọi là một chị nhân viên. Chị này cũng nớn thôi. Giờ mình thuê chị nướng bánh tráng anh em. Bánh tráng nướng. Đó, anh em có thấy đôi tay gọi là huyền thoại không? Đôi tay ngày ngày hái điều ở dãy. Nay đã gọi là thay đổi nghề nghiệp anh em. Thôi, cái nó phải lùa lung tung nữa.
Ủa làm gì vậy anh hai? Anh từng nói là được rồi. Không ăn nữa đâu mà. Tối sao mà nhìn cái gì mà quay đó. Thấy bác trời ơi, thấy đẹp lắm. Ủa định làm nữa anh hai? Ờ vậy thấy rõ kìa mà. Thôi được rồi. Cái dí mấy con kia mà. Anh cứ làm vậy em thích lắm ạ. Gà to nó dí thì có. Gà vịt nhà chồng được nha anh em. Đấy quá trời gà vịt luôn. Anh em vịt là chồng. Chồng quá. Trời ơi, gà vịt là chồng được anh em. Vịt chồng vịt. Còn trái ổi thì nuôi được anh em. Ổi là nuôi được nha anh em. Đó anh em có thấy ổi không? Ổi thì nuôi được mà gà chồng được. Anh em thấy ngôn ngữ của mình có hay không? Cái bánh tráng. Ủa thì lúc nào nó mới chín hả bác? Chừng nào nó chín là nó biết. À, thì con thuê 1.95 triệu để thuê bác gọi là nướng chín ở cái bánh tráng này, bảo là 1.95 triệu với một cái bánh tráng, giá quá rẻ anh em. Chào anh giống. Trời 2 năm rồi mới gặp được anh, trời ơi. Nó đây. Hôm sinh nhật. Sinh nhật ai anh? Mời đấy, mời đâu đấy. Ừ, có cả anh Hải ở đây làm chi? Có ai, có cả thằng em của anh nó cũng đấy rồi. À đúng rồi. Ờ anh hai mấy 2 năm. Ừ, anh Dũng. Tháng mấy? 2 tháng được 2 tháng. Chỉ có anh hai là lâu nhất thôi, anh hai thấy kỳ không? Anh hai suy nghĩ đi, trời ơi, thiệt cho em sống gì chứ không có lỗi đâu. Ngày mai năm nay đi suốt tao cũng có cặp. Dạ. Không gặp được luôn á, bữa sinh nhật Hải bảo là chạy tới ngã ba vườn chuối đâu mà có vào được đâu. Vào thì em xỉn mất tiêu rồi, ngủ. Được rồi. Chín hả bác? Chín à. Mà lừa về mà nặng có tầm trạng phí. Yeah. Nhờ phí anh à. Nướng hai con gà mà vẫn chín luôn á bác. Con gì nướng, con phí tên gì. Bắt con mà nướng. Đó, nướng con nào nướng. Giờ đây muốn nó. Ông quay video ông đang lên YouTube đó bác. Thấy được rồi á. Được rồi. 9 giờ bác mang cái này đi cất không bác? Thôi để đó. Xỉn say say xỉn anh em. Bà nội đẻ quên á, cái đó từ hồi có bầu đến giờ. Mẹ thấy dạo này con làm biếng không? Con chỉ gọi là cầm cái điện thoại để quay video, bảo là quay lại những cái khoảnh khắc gọi là kỷ niệm của gia đình mình. Lấy cái sau đây. Dị Hà. Mẹ, bà nội thế này nó khóc mà. Gọi là Hà chưa? Hà mini anh em. Xong rồi, chuẩn bị gọi là thưởng thức thôi. Thúy ơi. Bye bye anh em, tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Cảm ơn anh em đã xem video clip của mình. Anh em nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye anh em.